Chào cả nhà. Hôm qua thì mình đi hái cái trái vịt quất trên nhà chị bạn mình đó. Thì về hôm nay mình đã làm được một cái một hũ bự mứt vịt quất này cả nhà. Và một cái hũ nhỏ giống vậy nữa nè. Hai hũ nhỏ giống vậy luôn thì mình đã cho chị chồng mình một hũ rồi. Còn một hũ bự giống vậy nè. Thì sau khi mình là để nguội rồi mình bỏ vào tủ lạnh thì nó sẽ hơi đặc đặc giống vậy này cả nhà thấy không? Đó. Đó, nó hơi đặc đặc giống vậy ha, thì mình sẽ chét cái này lên dưới bánh mì mình ăn ha, bánh mì sandwich mình ăn này, và có thể là bỏ lên kem nữa rất là ngon. Đó, đây là mứt vịt quất ha cả nhà ha. Thì hôm nay mình làm hai cách, mình chia sẻ với cả nhà là hai cách từ cái trái vịt quất. Làm một cách mình ủ rượu, thì ủ rượu thì mình phải đợi tới 3 tháng lận thì mình vẫn chưa có thử được. Bây giờ thì mình hẹn cả nhà 3 tháng sau cái hũ rượu của mình. Thì bây giờ mình sẽ làm mứt ha cả nhà ha. Thì mình sẽ trong video này thì mình sẽ ủ rượu trước rồi sẽ làm mứt sau ha cả nhà ha. Cả nhà cùng bắt đầu với mình nha. Lại một người bạn nữa chỉ cho mình là đi ngâm rượu. Thì mình đã có một cái thẩu này cả nhà, cái thẩu này có khí vòi luôn nè, ít bữa nó mới ra rượu á, nhấn cái là có rượu uống liền đó cả nhà ơi. Thích ghê hả? Để thử coi. Thì bác ấy bảo là cứ một lớp blueberry là một một lớp đường. Thì hôm nay mình sẽ đi thử xem, mình sẽ thử xem là một lớp blueberry, một lớp đường. Thì mình chưa có thử cái làm cái này bao giờ hết trơn á, mình không biết là có rượu nó có ngon hay không đó. Còn mà nếu mà ra ngon đó ha, trời ơi chắc cũng đã luôn ha cả nhà ha, cũng không có xỉn, chắc xỉn luôn đó ha cả nhà ha. Mà bác cái bảo là ít ngâm ít nhất là phải 3 tháng trở lên thì mới uống được. Chà, bởi hơi lâu nhỉ, thì chắc đợi để xem 3 tháng sau không biết là rượu nó như thế nào ha cả nhà ha. Để xem sao. Mình rửa rồi, mình hái không biết là bao nhiêu. Nay mình sẽ ngâm nguyên một cái thẩu rồi rớt rượu. Và mình sẽ ngâm nguyên một cái thẩu rượu luôn. Đấy, chà chà. Không biết cái mùi vị rượu nó như thế nào hả ta. Cả nhà có bạn nào ngâm rượu rồi uống nói cho mình xem là không biết cái mùi này như thế nào, nói cho mình biết vậy. Mình phải đợi tới 3 tháng sau mình mới được uống này cả nhà ơi, mình không biết mùi vị nó ra làm sao. Cả nhà ai uống rồi cho mình biết là cái mùi vị của cái này nó ra ra làm sao cho mình nghe với. Ơi, cái này mà nó tan ra thành rượu chắc thích lắm ha cả nhà ha. Mình sẽ làm một thẩu này, còn nhiều xác mình sẽ đều bỏ vô đông đá. Ông xã mình nói cái trái này đông đá rất là ngon, nó đông đá tốt hơn các loại trái cây khác. Mình thường hay đông đá xong cái mình xay sinh tố mình uống, mình bỏ thêm một quả chuối nè, một ít trái dâu nữa, cái mình bỏ vô mình quay sinh tố uống ngon hết sức luôn á. Bỏ chung với ít sữa nữa. Hình như mình cũng có cái video quay sinh tố dâu rồi trái blueberry này thì phải. Chắc như đây thôi hả cả nhà. Em biết như đây thôi. Trời ơi chắc là, trời ơi chắc là để xuống, chắc ít bữa nữa có rượu uống rồi cả nhà ơi. Bữa nào mà rượu của mình nó bắt đầu có mình mời cả nhà uống với mình. Nhưng mà chắc hẹn cả nhà 3 tháng sau quá, tại vì mình nghe các bạn kêu tới 3 tháng là 3 tháng mới được uống lận. Rồi như đây được rồi đó. À, cái nắp đâu rồi. Đó, mình sắp có rượu uống rồi cả nhà ơi.
lại cho nó cứng rồi bắt đầu để đó thôi. Để đó rồi mình đợi 3 tháng sau hết cả nhà ha. Hẹn cả nhà 3 tháng sau cái hũ này nha. Mình còn nhiêu đây thì được khoảng 6 khóc. 6 khóc mình sẽ đi làm cái món gọi là gì ta? Mức 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 vịt cốt hết cả nhà ha. Mình sẽ đi nấu nó. Mình nấu cho nó, mình không có bỏ miếng nước nào vô đây hết trơn nha, mình bỏ trong cái nồi giống vậy. Xong cái mình có một khóp đường nè. À, người ta kêu mình tới 3 khóp đường lận, nhưng mà thực sự mình không có thích bỏ đường vào đây. Nhiều quá nó mất cả cái mùi. Lần trước mình bỏ đường nhiều, mình thấy có cái mùi ngọt của đường không à, mà không có cái mùi thơm của cái trái cây này, cho nên lần này mình sẽ không có bỏ đường nhiều nữa, mà mình sẽ bỏ đường 1 khóp thôi. Lần trước mình bỏ tới 2-3 khóp lận, lần này mình sẽ bỏ 1 khóp thôi, mình bỏ nửa khóc vô đây trước. Nấu cho nó chảy, cho nó chảy mềm ra. Lần trước mà công nhận tại cái trái này nó cũng ngọt rồi mà bỏ đường nhiều quá, mình không hiểu sao tại sao họ lại bỏ nhiều đường vào đây rất là nhiều mà ăn nó ngọt gắt à. Mình chả không có thích ăn như vậy, mình thích ăn hơi vừa vừa thôi, nên mình chỉ bỏ 1 khóc thôi cả nhà ơi. Còn cả nhà thích ăn ngọt thì bỏ từ 2 tới 3 khóc vào đây nha. Cứ nếu mà theo công thức của họ thì tới cứ 3 6 khóc, 6 khóc cái trái blueberry này nè là 3 khóc đường đó cả nhà. Nhưng mà mình sẽ không theo công thức đó, mình sẽ làm theo cái ý của mình chỉ có bỏ 1 khóc thôi. Mình chỉ thích hơi hơi mùi trái cây của cái mình thích có hơi hơi mùi trái cây của blueberry này hơn nó, cho nên mình chỉ bỏ 1 khóc thôi. Mình tự chế. Nấu một hồi thì nó tan chảy, trái nó mềm bớt như vậy nè cả nhà. Mình đổ hết cái nửa khắp đường vào đây luôn. Mình thấy 1 khắp mà cũng đã nhiều đường, đúng không hiểu tại sao họ cái công thức mà họ cho nhiều đường quá, mình cũng không hiểu tại sao. Trái cây nó cũng đang ngọt. Cho nó mềm rồi cái mình rắc một cái cinnamon nè, cái bột bột quế này cả nhà. Tí xíu vào đây, khoảng chừng nửa muỗng cà phê. Sau đó thì mình nặn 2 miếng chanh vào đây. Cũng đã rất là ngọt rồi. Có 1 khóp đường thôi mà cũng đã ngọt quá trời rồi. Thấy mình bữa thấy cái chị kia chỉ cà cà cả cái vỏ chanh vào đây nè, để mình thử cà cà cái vỏ chanh vào đây luôn. Bữa mình thấy cái chị kia chị cũng cà cái vỏ chanh vào đây nữa cho nó thơm hay gì. Thấy là nó mềm hết nữa, nó cái này nó mềm nè cả nhà đó.
đổi cái màu nó mềm, cái trái giống vậy rồi nè. Cái xong mình lấy cả cái miếng này nè, miếng mà mát và thi đổi đẹp. Hôm bữa thì mình bỏ vô máy sinh tố, hôm nay mình khỏi cần bỏ vô máy sinh tố, mình sẽ mình để cái này đi. Còn cả nhà không có cái máy, không có cái này bỏ vô máy sinh tố xay xay nhuyễn cũng được. Sau đó thì mình dùng một cái gói này nè cả nhà, dặm rồi nó sôi lên được nhà thấy không. Quét từ từ, quét từ từ. Cái gói này thì bạn chỉ làm cái món này đó cả nhà. Mình mua cái bịch này không 2-3 đô gì. Nấu một hồi nữa rồi cái là xong rồi đó cả nhà, bỏ vô tủ lạnh nấu một hồi cho nó đặc lại một chút rồi cái mình phết vô bánh mì rồi ăn rất là ngon. Sáng nào con trai mình cũng cho con trai mình ăn cái này hết. Lấy cái này nó mình quậy 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 cho nó đều. Như vậy á, một tí xíu nữa nó nguội là nó đặc lại hả. Này cả nhà xong cái mình bỏ vô trong cái hũ thôi. À, mình ăn dần trong tủ, bỏ trong tủ lạnh á. À, mình ăn dần. Còn ví dụ mà muối mà trong cái hũ nhỏ nhỏ mà để đóng hộp lại hút hơi lại đó ha, thì phải nấu giống như mà mình muối dưa mà cái củ dền đỏ vậy đó, muối theo cái kiểu đó là mình phải bỏ trong cái nồi kia nữa. Nhưng mà tại vì mình làm này mình bỏ vô tủ lạnh nên mình không có làm cái kiểu đó, mình không có bỏ vô nấu đâu, mình sẽ bỏ vô trong tủ lạnh, mình để cho nó nguội rồi mình bỏ vô trong tủ lạnh luôn. Tí xíu nữa nó nguội là nó đặc lên. Giờ mình nấu 30 phút, 40, tổng cộng thời gian là 30-40 phút. Vậy là xong rồi. Thì việc bỏ vô hũ thôi. Để mình nếm thử. Ừ,
rất là ngon, chua chua ngọt ngọt, thiệt là tuyệt vời. Xong rồi cả nhà ơi, món bức của mình xong rồi đó, cái việc bỏ vào hũ là bỏ vào tủ lạnh thôi, bỏ ra hũ xong rồi để ngoài cho nó nguội rồi mình để vô tủ lạnh. À, xong rồi cả nhà ha, món mức của mình vậy là xong. Chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, bye bye cả nhà nha.